Chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã đến với cái kênh YouTube của em. Hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người về cách tháo cái camera với lại tháo cái modem của Viettel. Đây là khách hàng họ chuyển địa điểm nhé, và modem wifi với lại camera ở trên này đều của Viettel lắp hết, cho nên là hướng dẫn mọi người về cách tháo. Bản chất thì mọi người chưa thao tác quen thì cái này mọi người cứ tháo xuống thôi. Còn khi nào lắp sau thì mọi người sẽ liên hệ với Viettel để có thể lắp lại cái dịch vụ cho nhà mình. Bước tháo đầu tiên thì mọi người lưu ý là mọi người nên tháo rút điện ra, rút hết cái điện ra. Ở đây là điện, điện ở đây là đang ngắt xuống rồi. Và đây không còn điện nữa. Đây. Đó. Đầu tiên mọi người rút hết cái nguồn điện ra nhé. Ở đây mỗi một cái modem thì nó sẽ có một cái loại nguồn khác nhau. Nó là 12V mấy A mấy A đấy. Thì mọi người cứ rút ra. Khi nào cắm thì mọi người cũng lưu ý nhé. Mọi người lưu ý là khi cắm thì phải đúng cái nguồn của cái modem hoặc là nguồn của cái đầu ghi cam. Ở đây có mấy cổng LAN của cái đường mạng, nhưng mà cái này thì mọi người không quan tâm lắm. Trừ trường hợp là nhà mình sử dụng cái dịch vụ truyền hình IPTV thì mọi người nên lưu ý cái cắm của cái đầu TV. Thường nó sẽ là từ LAN 4 trở đi. LAN 4. LAN 4, LAN 3, LAN 2. Đấy. Ở đây nếu mà mọi người không biết rút cái này thì mọi người nên cắt ở đây luôn. Dùng kìm để cắt luôn. Đấy, mọi người cắt như này luôn này. Đó. Đối với cái đầu camera thì mọi người ở đây nó có một cái lẫy nhá. Mọi người vặn theo cái chiều này. Đấy, nó có cái khe. Nó có cái khe để xuyên vào đây. Đấy, xong mọi người rút ra thôi. Đấy. Đấy. Còn dây LAN thì mọi người cũng rút ra như này. Nguồn. Đấy. Khi mà mọi người tháo như này, nguồn của cái nào thì mọi người đặt vào cái vị trí của cái đầu đấy nhá. Để nếu mà mọi người tự cắm được ấy thì mọi người sẽ cắm đúng cái nguồn của nó. Ví dụ cái của cái đầu hic này thì sẽ là nguồn 12V 1,5A. Nếu mà cắm 12V 1A, cái đầu cái ổ cứng ở đây nó sẽ bị lỗi. Nó sẽ không lưu lại được. Nó sẽ báo lỗi. Còn đây là cái nguồn. Đây là hai cái nguồn của camera. Đây là cái nguồn của cái wifi, modem wifi là nguồn 12V 1A. Cái nguồn này thì mọi người có cái nguồn 12V 1A cắm vào của cái modem này đều được. Lắp ở đây lắp thì lâu thôi, nhưng mà tháo nó rất là nhanh. Vào tháo mất khoảng tầm 5 phút. Đấy, mọi người để nguyên ra một chỗ. Đây.
Đây là cái dây LAN của máy tính thì mọi người cũng cầm đi luôn nhé. Tất cả những cái gì mà nó đã cắm ở trên cái model này thì mình cầm đi hết. Cả cái dây điện này nữa. Đây. Đây là dây cam. Đối với cam đồng trục này thì mọi người rút ở đây. Đây là cái nguồn để đấu vào cho cam. Ở bên này nó cũng giống như cái đầu ghi, mình mọi người xoáy ra, tháo xuống. Là xong. Đối với cam thì nó có bốn cái ốc ở bên ngoài. Cái này mọi người sử dụng đến cái tua vít xong mọi người xoáy ra cũng được, không vấn đề gì. Vâng. Em tháo hết rồi.
mấy đồ đồ cam. Hết rồi đấy. Đấy, bỏ hết vào đây xong là để chị bắn tôn bên kia đã, em hiểu chưa? Chị làm nhà, nhà công à? Đâu, nhà công. Làm nhà bắn tôn ra ngoài. Làm nhà công nó nhanh nhỉ? Cần thiết dùng đến bỏ hết vào đây nhá. Rồi. Đấy hết rồi đấy. Mỗi dây này thôi. Đấu làm sao phải đấu qua đi qua được chứ chú. Đây em mang ra ngoài nhà công đi nhá. Hay là để đây luôn. Vẫn để đây nhá. Ok, xong rồi. Vâng. Thế hôm nào ấy để em kéo dây mạng trước. Ok ok. Thế hôm nào mà sắp xong thì chị báo trước để em kéo dây mạng trước nhá. Không ấy lại lúc em lại bận lại không lắp được mạng trước thì. Đấy mọi người nhá, lắp thì nó lâu nhưng mà tháo xuống nó rất là nhanh. Mất mấy phút để có thể tháo xuống thôi. Mọi người nên lưu ý mà khi mà lắp lại nhá. Nếu mà mọi người muốn lắp lại ấy, thứ nhất là mọi người nên tìm hiểu qua để có thể lắp đặt lại cái dịch vụ một camera nhá, còn cái modem wifi thì mọi người không thể mọi người không có đầu nối để nối lại thì nên liên hệ với bên Viettel để có thể nối lại dây cho nhà mình. Còn đối với camera thì nếu mà mọi người tìm hiểu mà mọi người tự lắp được thì cũng được, nhưng mà nếu mà mọi người chưa tìm hiểu thì đừng nên tự ý mà nối vào. Nếu mà mọi người không để ý thì nó rất có thể là nó sẽ bị hỏng. Đấy. Trên đây là toàn bộ cái quá trình mà tháo dỡ cái camera với lại cái wifi. Xin hẹn mọi người ở video tiếp theo.